Ngày 6 tháng 7, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về quá trình điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 diễn tiến nguy kịch, phải đặt ECMO, tim phổi nhân tạo để duy trì sự sống. Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân 11.630, 45 tuổi, thể trạng béo phì, cân nặng 140kg, tăng huyết áp. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi từ ngày 21 tháng 6 với chẩn đoán viêm phổi nặng, ARDS do SARS-CoV-2, tổn thương thận cấp. Ekip bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện đặt ECMO cấp cứu cho bệnh nhân trong đêm ngày 22 tháng 6. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Sau một tuần được hồi sức tích cực với lọc máu hấp phụ, sử dụng thuốc nâng huyết áp, kháng đông tích cực, IVIG, corticon, ECMO và vật lý trị liệu, bệnh nhân đã dần bình phục. Ngày 6 tháng 7, bệnh nhân đã tỉnh táo, vận động được tại giường, ăn uống qua miệng. Dù bệnh nhân vẫn còn phải thở oxy dòng cao do phổi còn hạn chế vì thể trạng béo phì, tuy nhiên tình trạng sức khỏe đang cải thiện dần. Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nữ 44 tuổi với tiền căn là phẫu thuật bướu giáp, tăng huyết áp. Bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 vào ngày 14 tháng 6, nhập viện điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6, với tình trạng diễn tiến tổn thương phổi rất nặng, phải đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn và lọc máu liên tục. Đến ngày 27 tháng 6, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có tình trạng tràn khí màng phổi phải, sau đó bệnh nhân được dẫn lưu khí màng phổi, tuy nhiên oxy máu giảm nặng, dù đã được cho thở máy chức năng cao. Ngay lập tức các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã sang Bệnh viện điều trị COVID-19 Phạm Ngọc Thạch để thực hiện ECMO cấp cứu và chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 22 giờ 30 ngày 27 tháng 6 để tiếp tục theo dõi và điều trị. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, thở oxy qua cannula mũi, tự ăn uống và sinh hoạt tại giường.